Cảm ơn quý vị đến với kênh Trái Hai Thai, rất vui được gặp lại quý vị tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Và phía sau lưng Trang đây là một không khí của buổi tối, ngày tối 16 âm lịch tháng 5 nha quý vị. Kính mừng đại lễ ngày 18 tháng 5 Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Và hôm nay hòa vào dòng người buổi tối, Trang sẽ chia sẻ quý vị những quang cảnh mới nhất về đêm 16 âm lịch. Quý vị cùng đi dự lễ với Trang nha. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc, cũng như là có nhiều trải nghiệm ở làng Hòa Hảo. À, bây giờ đi thôi. Ở đây là những tiếng rau rất là ngọt của mấy chú nè, cơm chay miễn phí. Dạ, nhà lễ của Đức Thầy. Dạ, dạ. Đây một cái bếp ăn hoàn toàn miễn phí quý vị, bà con đến đây để thưởng thức những cái món ăn. Ngày mai đông dữ lắm. Dạ, ngày mai đông. Ngày 17 là... Dạ, 17 sẽ đông hơn ngày 18 ha chú. Dạ. Đám bị gì rồi, ta cúng gì rồi. Dạ. Là ngày 17 chánh. Dạ. 8 là 12 giờ. Ngày 17 là cỡ mấy giờ đông hả chú? Nguyên ngày hả? Hình sáng bắt đầu chết là sẽ chịu luôn. Dạ, dạ. Là cái cổ luôn rồi. Dạ. Rồi, con chúc chú sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Mời quý vị đi tiếp. Tình hình hiện tại là bà con không có còn chỗ gửi xe luôn quý vị, và nhà trọ rồi cũng hết chỗ luôn. Quý vị muốn đến đây là phải đặt trước. Lúc nãy là cái chỗ giải trọ bằng chỗ Trang thuê là Trang chỉ thuê được tới sáng 8 giờ ngày 17 thôi, chứ là Trang đi ngày 15 là Trang qua rồi quý vị, cũng không còn phòng luôn. Phía trước thì sẽ bán rất nhiều mặt hàng, trái cây có và những cái đồ khô cũng có. Bây giờ không có chỗ gửi xe cho bà con đi vô luôn quý vị. Để bán những cái mặt hàng nè, mây nè, me nè. Bên đường thì sẽ bán rất là nhiều đồ trang sức nè, mắt kính nè, đồ cổ cũng có, gì bánh tráng, hàng hóa phục vụ cho bà con từ rất nhiều nơi đổ về. Dự kiến của hôm nay chỉ nói là tối 16 thôi, thì sáng 17 ngày mai là rất đông, và cái đoạn đường này ngày mai là không có cho xe vào quý vị, chỉ có bà con ở trong khu vực ở đây mới được vào thôi. Đây có bán những cái mặt hàng này cũng rất là đẹp nè. Có tượng Phật bằng đồng nữa. Có một cái là cái này nè. Cái này nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
còn cái bánh ta đi nữa. Nhà dưới xe thường là không có còn cái chỗ nào gửi cái hết trơn luôn quý vị. Bà con đến cúng cũng không có chỗ gửi luôn. Rồi bắt đầu mình đã đến gần hơn với cái cổng chào kính mừng đại lễ 18 tháng 5 cũng như là vào được An Hòa Tự rồi quý vị. Giờ mời quý vị đi vào bên trong với Trang ha. Thời điểm bây giờ là 7 giờ 15 phút. Mời lên vô tốt hả? Dạ. Tối nay quá đông luôn. Đây là phía bên hông của An Hòa Tự nè quý vị. Một vòng gửi tới cho quý vị xem. Còn bên đây là nhà lưu niệm. Và đi thẳng phía trước là hướng nhà ăn quý vị. Ngoài cổng vào bà con đổ về rất là đông. À, không khí nhà ăn vào buổi tối quý vị. Bây giờ là 7 giờ 24 phút ngày 16 tháng 5 âm lịch. Ngày mai là ngày 17, đó là chánh lễ của đại lễ 18 tháng 5. Sao mấy em ngồi trong này? Hả? Rồi góc hình đẹp lắm nha. Mấy em ở đâu? Tù Lao. Rồi. Đi lễ chưa không? Rồi. Đang vận chuyển đồ vô để chuẩn bị nấu với em nữa vậy. Rất là đông. Hôm nay Trang chỉ chia sẻ về quang cảnh buổi lễ cho quý vị coi để biết được không khí hiện tại thời điểm như vậy. Trang thì hôm nay Trang chỉ chia sẻ những cái phần lễ hội. Hết rồi. Hết bàn ăn luôn rồi quý vị. Mấy đứa em phải ngồi ở ngoài luôn á. Không còn bàn để ngồi ăn luôn. Rồi rất là nhiều chạm cơm như thế này luôn. Rồi đi vào bên trong với Trang nha. Đây là không khí buổi tối bà con đến nhận cháo nè quý vị. Cháo đêm, cháo mà lúc sáng Trang qua cho quý vị coi là bà con đang lặt nấm, bầu ngư rồi tất cả những cái hạt lựu, cà rốt rồi đó. Thì tối nay là đã cháo.
cháo thơm lắm luôn. Mình thấy rất là sôi động, bà con đang làm rộn ràng luôn. Nghe âm thanh của chén cuốn đũa tôi nó khua. Cái gì thấy một cái buổi lễ rất là xôn xao. Có lẽ là cái lễ này là lễ lớn nhất. Dạ. Lễ lớn nhất miền Tây, có thể là lễ về Phật giáo Hoàn Hảo, lễ hội lớn nhất Việt Nam đúng không? Cái lễ mà quá đông. Bà con từ khắp các nơi đổ về. Mỗi người một con lợn. Ông vừa chén vừa tôi. Đây vẫn là một dãy giờ gãy để ngày mai tiếp tục chinh chiến nha quý vị. Góc quán này quý vị có thể nhìn toàn cảnh được nhà ăn ở trong khu An Hòa Tự. Đây là bếp ăn khổ qua dồn. Mẹ mẻ khổ qua mới ra lò luôn nè quý vị, còn bốc khói nữa. Rất là nhiều luôn, bì đồ là làm đủ hết. Cô đậy sạch sẽ lắm vậy. Đây là đậu hũ chiên đậu hũ mà cái giá giống như là một cái lan luôn quý vị. Nấu cháo đó mình. Mình nấu cháo hả? Đồ rẫy bà con gọt rồi nguyên ngày nay mới được như đây quý vị. Cũng có một cái kho luôn nè quý vị, vẫn là đồ gãy, đồ nông sản. Chia ra rất nhiều khu. Bà con sau khi cúng xong đi ra ngoài nè quý vị, có thể là nằm nghỉ luôn. Tại vì có thể là bà con đến trễ, không có muốn chỗ ngủ có luôn quý vị. Bà con phải ở bên hai bên phòng ở đây nè.
Đây là chân dung của Đức Quỳnh giáo chủ. Ba thừa vân sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giải truyền khai đạo pháp. Có món gì? Có món gì? Tỉnh tìm nơi an dưỡng. Thương tử Nga song vị còn phiền, câu không ngạnh chờ non phụng gái. Mời coi. Chị em đang biết cho chưa chưa? Dạ có em là Trang Lan Thang. Trang Lan Thang. Dạ. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ em cảm ơn. Dạ. Cả nhà mình đi lễ hả chị? Dạ. Rồi để vô kỷ niệm nha. Dễ thương quá. Bữa chị đi lễ đua thuyền ha. Dạ. Bữa bên đó cũng vui lắm. Dạ. Dạ. Chị ở gần đây không? Em ở Bình Thủy á. Bình Thủy luôn, dạ. À, 87 sẽ diễu hành xe hoa như vậy quý vị ở khắp các con đường. Nhiều xã lắm, đi qua nhiều xã. Và sáng 18 là sẽ đi tránh lễ. Trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao báo quý. Thuyền Bát Nhã ta cầm tay lái, quyết đưa người khỏi bến sông mê. Những cái câu mà Đức Thầy để lại rất là ý nghĩa cho đời quý vị. Cổng ra gì cũng đông hết cái gì. Kín người hết. Chỉ tối đêm 16. Những cái quầy nước nè, đồ uống đồ là phát miễn phí hoàn toàn xuyên suốt. Và có một cái đoạn đường là 4 cây số luôn quý vị. Ở phía ngoài còn đây là trên chỉ quay ở bên trong cho quý vị coi thôi. Ở ngoài nhiều khi giờ kẹt xe cứng luôn, không có chạy được luôn á. Thank you.
thấy làm liên tục luôn quý vị. Đứa trẻ là Trang Lang Thang. Trang Lang Thang hả? Ừ. Trang Lang Thang. Có giống như vậy không? Giống vậy luôn. Vậy à, em ở đâu? Em ở đây. Em nhắn gửi gì? Em nhắn gửi là... Em rất là dễ thương quý vị. Em nói là mọi người có đến lễ 18 tháng 5 thì đến ngày của ông Bảy uống nước. Rồi, rất là dễ thương. Rồi, chị cảm ơn Khánh nha. Rồi. Thế là em. Nói đẹp quá con ơi. Dạ. Trời, quý vị kêu anh Trang bằng cô luôn. Nghe run tay uống thì trời đừng uống nổi luôn quý vị. Đây là không khí buổi tối. Rồi nhớ, em nhớ nãy không? Không. Không nhớ nãy. Nhớ nha, chị tên Trang. Em nhớ chữ Trang là được rồi. Rồi, chị cảm ơn. Buổi tối rồi quý vị, đông lắm. Nhà quầy nước suối miễn phí, suối lạnh quý vị. Có nhìn bao quát cho quý vị hình dung ra được buổi lễ. Hôm nay là ngày chưa phải là ngày chính nha quý vị. Tối ngày 17 sẽ là ngày đông nhất. Và nguyên ngày ngày 17. Hôm nay chỉ mới 16 thôi mà đã đông như vậy. Bà con có thể là phải ngủ ngoài hành lang gì luôn đó quý vị, để được tham dự buổi lễ cúng Đức Quỳnh giáo chủ thầy Đức thầy.
dòng người thì Trang nghĩ chắc là không biết, có thể là sáng đêm nay luôn quý vị. Giờ 8 giờ mấy rồi, bà con vẫn mới bắt đầu đến đây luôn. Rồi thì Trang đã chia sẻ đến với quý vị quan cảnh của ngày lễ 18 tháng 5 vào buổi tối ngày 16 tháng 5 âm lịch nha quý vị. Rồi không khí rất là nhộn nhịp nè, cổng sau hiện tại cũng hai cổng, cổng nào cũng đông lắm. Bây giờ là 8 giờ 25 phút. Trang xin phép kết thúc cái clip này ở đây và hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày 17 âm lịch nha quý vị. Lúc đó Trang sẽ chia sẻ nhiều hơn với quý vị về quan cảnh của ngày đại lễ 18 tháng 5 Phật giáo Hòa Hảo, Đức Quỳnh giáo chủ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.